Xin chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh thần kinh tóc.vn. Bạn đang băn khoăn không biết nên chọn mua tông đơ cắt tóc thế nào cho vừa hiệu quả vừa an toàn, thì ngày hôm nay hãy cùng thần kinh tóc tìm hiểu ngay tông đơ siêu mạnh Skinface A19 hãng đã được nhiều người tin dùng nha. Bộ phụ kiện đi kèm theo tông rất là hấp dẫn, gồm có 10 cữ nhựa có kích thước lần lượt là 1.5mm, 3mm, 4.5, 6, 10, 13, 16, 19, 22 và 25mm được đựng trong một khay chứa cữ rất là tiện lợi. Ngoài ra nó còn có thêm cục sạc, dầu chà, chỗ vệ sinh, tua vít, sách hướng dẫn sử dụng, tem mác đầy đủ nên mọi người yên tâm luôn, không sợ mua chúng hàng trôi nổi không có xuất xứ rõ ràng ha. Và tông được yêu thích bởi thời lượng pin trâu lên đến 4 giờ sử dụng liên tục và ta chỉ mất 180 phút để sạc đầy. Hệ thống đèn LED báo lượng pin nhấp nháy liên tục, dễ dàng cho ta theo dõi và sạc thiết bị kịp thời. Cái này thì mình thấy rất là tiện lợi cho khâu cắt cho khách vào những dịp cuối tuần hoặc lễ Tết, dùng cả buổi mà không sợ hết pin giữa chừng. Và lưỡi tông đơ chính hãng siêu mỏng đã được hãng xử lý. Nó thì khác biệt hoàn toàn so với hàng giá rẻ lưỡi dày bên ngoài thị trường. Còn công suất thì được trang bị cực mạnh, có thể xoay được 6.700 lần cắt trên 1 phút mà ta lại không cảm thấy quá ồn. Và cần gạt thì được căn chỉnh 5 cấp độ, do đó các barber mới ra trường cũng bon chen được luôn, do nó có nhiều chế độ để ta học cắt. Đồng thời gia đình nào muốn về cắt cho trẻ em và người lớn cũng dùng em này được luôn nha. Vậy thế nào là một chiếc tông đơ cắt tóc chất lượng? Để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, bạn nên lựa chọn những loại tông đơ cắt tóc có những đặc điểm như sau. Đầu tiên, thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, dễ cầm nắm, dành riêng cho các nhu cầu đơn giản như cắt tóc gia đình, tỉa lông, chó, mèo. Thứ hai là động cơ vận hành ổn định, mạnh mẽ, êm dịu, không gây tiếng ồn lớn. Thứ ba là công nghệ cắt tóc nhanh chóng, êm mượt, hiệu quả. Thứ tư là tông đơ có trang bị sạc pin giúp máy cắt tóc sử dụng được lâu dài hơn. Thứ năm là lưỡi cắt tóc sắc bén, chất liệu an toàn, không rỉ, dễ dàng di chuyển cho đường nét cắt chuẩn xác, tự nhiên. Và cuối cùng là độ bền cũng như tuổi thọ cao, thời gian bảo hành lâu dài cùng chế độ chăm sóc tốt. Một chiếc tông đơ cắt tóc cao cấp, chất lượng sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả cho nhiều mục đích khác nhau, tiết kiệm thời gian ra tiệm cắt tóc hay chi phí thay mới tông đơ. Những lưu ý không nên bỏ qua khi chọn mua tông đơ cắt tóc. Bên cạnh những đặc điểm của một chiếc tông đơ cắt tóc tốt, phù hợp với nhu cầu sử dụng thì bạn nên bỏ túi một số lưu ý như sau nha. Đầu tiên là hãy lựa chọn sản phẩm chính hãng tại những địa chỉ uy tín có thương hiệu trên thị trường. Thứ hai, cần để ý tới các thông số kỹ thuật rõ ràng, thiết kế bền đẹp, an toàn cho người dùng. Thứ ba là nếu sử dụng tông đơ cắt tóc cho trẻ em, nên chọn loại có độ rung vừa phải và chống ồn để trẻ không bị sợ hãi khi cắt nha. Và mọi người có thể thấy lưỡi chính trên máy là lưỡi đơn, nên nếu ai mà muốn mua tông đơ về đi phây này nọ thì mọi người sẽ mua tông đơ lưỡi kép chính trên máy, hoặc là mua lưỡi đơn cũng được, nhưng về nhà mình có thể tháo ra để thay bằng lưỡi kép ha. Và hiện tại thì sản phẩm đang được bán với giá ưu đãi trong tuần là 1.490.000 đồng. Hết khuyến mại sẽ quay trở về giá gốc là 1.640.000 đồng để tiết kiệm cho mình 150k cho chi tiêu lặt vặt, cũng như hưởng chế độ bảo hành lên tới 1 năm thì nên mua ngay trong tuần ha. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng thần kinh tóc trong suốt video. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau ạ.